Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái sự cố khi mà mình gặp cái trường hợp là máy của mình lên nguồn nhưng mà không lên màn hình thì các bạn sẽ làm như nào. Thì một số cái nguyên nhân mà điện thoại của chúng ta gặp phải cái trường hợp này có thể là do lỗi phần mềm. Khi mà các bạn cài đặt một cái ứng dụng nào đó mà nó không tương thích, nó sẽ gây xung đột các cái phần mềm, các cái ứng dụng với nhau, có thể là nó làm cho máy của chúng ta không lên màn hình, mặc dù là vẫn có thể lên nguồn. Cái nguyên nhân tiếp theo có thể là do màn hình bị lỗi, lỗi trực tiếp ở phần cứng, ví dụ như là máy của chúng ta bị rơi va đập ở đâu hay chúng ta đè lên thì có thể là làm cho cái màn hình máy bị hỏng, nó không lên được. Cũng có thể là do điện thoại của các bạn sử dụng quá lâu rồi thì cái màn hình của máy nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một cái nguyên nhân nữa có thể kể đến có thể là lỗi ở IC. Có thể là cái IC nó bị hỏng và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là điện thoại bị tắt màn hình. Đây là cái bộ phận quan trọng đảm nhiệm cái khả năng hiển thị màn hình của smartphone, nên là cái khả năng mà nó bị lỗi khá là cao. Khi mà gặp những cái trường hợp này thì các bạn có thể chạy lại phần mềm cho điện thoại. Đối với Android các bạn sẽ chạy lại phần mềm xem sao. Còn iPhone mà gặp trường hợp này thì các bạn có thể thử restore lại máy qua iTunes. Sau khi mà restore thì iPhone sẽ trở về cái trạng thái mặc định như khi xuất xưởng. Vậy nên là trước khi mà áp dụng cái cách mà mình vừa bảo, đó là chạy lại phần mềm, thì các bạn nên backup lại các cái dữ liệu ở trên máy. Còn đối với cái trường hợp mà khi mà các bạn đã chạy lại phần mềm rồi nhưng mà màn hình máy vẫn không sáng, không nhìn thấy gì cả, thì các bạn nên mang máy đi kiểm tra, đi sửa. Có thể là mình sẽ phải thay màn hình hoặc là thay cái IC của máy thì máy mới có thể sử dụng được như bình thường. Vừa rồi là hai cái cách xử lý mà mình đưa ra khi mà smartphone của các bạn lên nguồn nhưng mà không lên màn hình. Các bạn có thể xử lý bằng hai cách này, đó là hai cách nhanh nhất rồi. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.